Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good Good evening, evening, James. evening, James. Good evening, James. Good Good evening, evening, everyone. Okay, thank you so much. Yes, very good. Thank you. Thank you. Xin được chào tất cả quý cô chú, các anh chị và các bạn đã đến với lớp nền tảng của chúng ta ngày hôm nay. Như tên gọi thì lớp nền tảng sẽ lấy lại kiến thức nền tảng và ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài speaking, nghĩa là môn nói. Và không chỉ môn speaking mà tất cả những môn khác đều như thế. Mình học môn gì thì mình phải làm môn đó thật là nhiều thì mình mới có thể và người ta hay nói cái quy tắc thành công, cái tỷ lệ thành công là 28-28 đó quý vị, thấy không? Thì hôm nay em cũng muốn sử dụng cái con số 28 đó cho lớp của mình, đó là em nói 2 phần, quý vị nói 8 phần, được không ạ? Quý vị có cam kết với chính bản thân chúng ta là quý vị sẽ nói nhiều không? Nếu được thì comment chữ yes giùm em xem nào để coi tín hiệu mạng có tốt hay không nha. Yes or no class? Yes or no? Yes or no? Is it right? Yeah, okay, that's right. Chị Nga, chị Tuyến, chị Bình, chị Bích, chị Ánh, chị Yến, chị Nguyên, chị Nga, chị Hà, Ánh Sáng, chị Tâm, chị Phương và vân vân. Vậy là rất tốt rồi. Rồi nãy giờ em đã nói 1 phút rồi, bây giờ em không nói nữa. Bây giờ là đến quý vị nói. Bài học ngày hôm nay được mang tên là Vui thì đi mua sắm. Dành cho tất cả những anh chị nào mà chưa học với em bao giờ thì em xin nói một điều nữa thôi. Đó chính là đừng ghi chép gì hết. Đừng có dày công mình ghi chép làm chi. Bởi vì tất cả những cái ngày hôm nay em nói, kể cả những cái mà em ghi chú như thế này, đều sẽ được gửi về cho quý vị một cách trọn vẹn. Không cần ghi chép. Tất cả những gì mình cần là mở miệng, nói, xong. Are you ready, class? Are you ready? I'm Yes, ready. I'm Ông ready. được, thật ra chứng nhận được. Yeah. Okay, that's very good. Rồi bây giờ đây ạ. Mình khoan. Name là tên đúng không? Em đố quý vị, động từ name có nghĩa là gì? Động từ name ai biết? Động từ name là gì ạ? Tên Tên. À, tên là danh từ. À, thế còn động từ name là gì? Đặt tên, đặt tên. À, đặt tên, đúng, chính xác. À, Đặt đặt tên. tên. Còn gì nữa không ạ? À? Đâu rồi, nãy mới hứa với em đó. Quý vị phải nói gì hơn em. Gọi tên. Gọi tên, kể tên, vân vân, hay còn gọi là liệt Út kê. đang học, Út đang học. Rồi. Rồi ạ. À. Út đang học nha bé ơi, chờ Út một chút nha. Rồi. Để cho Út học, để Út chuẩn bị nói chuyện với thầy nè. Yeah. Okay. Nào cả lớp, xin mời mở micro. Gọi tên những thứ sau đây. Come on. Animals that start with B. Nghĩa là gì? Beer. Beer. A B, đúng rồi. Đầu tiên cái này nghĩa là gì quý vị? Animals that start with B nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gì ạ? Con động vật bắt Con đầu vật bắt đầu bằng chữ D. Đấy, con động vật Con bắt động đầu vật bằng bắt chữ đầu bằng G. Đúng rồi, animals that start with B. Thank you, đây là warm up nha quý vị. Rồi quý vị, em xin phép tạm thời gọi là gì? Tạm thời khóa chat quý vị một chút xíu để quý vị suy nghĩ. Và cũng trong thời gian đó em sẽ ghi chú. Đây à, đây là phần ghi chú của chúng ta. À, đầu tiên là cái mã lớp của mình ha. Bài hôm nay là bài số mấy nhỉ? Bài số 5. Đó, thấy không? Không cần ghi chép gì nên gì nha. Rồi. Đầu tiên là những con vật. Animals that start with B. Chuẩn bị em mở micro cho cả lớp nha. Hãy cố gắng để được cái tên của mình, cái con mà quý vị nói đó, em ghi trên đây nha, chuẩn bị nha. 1 2 3 now turn on your mic please. What is that? Bird here. Excuse me, em nghe ai đó nói bia. Bia là gì? Là nhậu phải không? Là bia cồn đúng không? Một hai ba vô hả? Butterfly. Rồi quý vị nhớ giùm em là câu này. Đọc beetle. là bè. Buffalo. Đúng rồi, quá. Đọc là bè, không phải bia. Rồi, vậy đó nha. Vậy luôn rồi đó. What else? Buffalo. Buffalo. Buffalo.
Buffalo với buffalo. Không có buffalo là nhưng mà trâu. buffalo. Nào đọc lại giúp em, không có buffalo nha, là có lớp buffalo, buffalo, buffalo. 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 Next, what else? Có gì nữa không? What else? Beetle. Blackbird. Beetle là cái gì? Beetle. Con Bọ. bọ. À, đúng rồi. What else? Blackbird. Bat. Con voi thầy ơi. Baboon. Bat. 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 Bông. Bean. Bat. Nhỏ. Ô bát, mình đã biết từ bát mình chơi. What Bì. else? Bù. Đi rồi. Bù. Bù. Đi rồi nè. Hợp bù. Hợp bù. Con khỉ, đầu chó. Baboon, baboon, baboon. Dạ, con khỉ đầu chó. Trời ơi, chị Bích. Wow, ê, có khi nào chị Bích sợ quyển này không ta? Okay, that's very good, Bobby. À, Wait. battery, 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 Battery là con gì? battery, biết. Battery là pin mà. Rồi, Oh. như vậy là cũng nhiều rồi quý vị ha. Được rồi, nhiều rồi đó. Em chỉ cần quý vị nhớ giùm em cái này là bear, không phải là beer. Nào cái lớp bear. Bear. Remember? Quý vị nhớ Bear. không ạ? You promised Bear. me. Quý vị đã hứa với em. You speak more than me. Quý vị nói nhiều hơn em. Don't forget that. Now, Klaus, what about this one? Okay. Fruits that you like. What does it mean? Fruits that you like là gì? Fruits that you like là cái gì? Cái Cái cây yêu bạn thích, cái trái cây bạn thích. cây mà bạn thích. Trái cây mà bạn yêu thích. Now, come on, turn on your mics and speak. Turn on What? your mics là mở mic lên and speak và nói đi ạ. Banana. Orange, Watermelon. Okay, watermelon. Now, quý vị, excuse me. If I cannot hear you, you need to speak even louder. If Guava. I cannot hear you, you need to speak louder. Nếu em nghe không được, quý vị phải nói to hơn nha. Okay, what else? Strawberry. Mango. Pineapple. Mango. Mango. That's very good. Pineapple. What Cherry. else? Coconut. Long. Watermelon. Coconut. Okay, Apple. Avocado. Papaya. Papaya. Cherry. Rồi, được rồi. Okay. Papaya là đu đủ. À, em lại excuse me tiếp nha. Nào quý vị có cái này hay lắm này, cái này vui lắm nè. Lemon. Is that fruit? Mình có gọi lemon là fruit không ạ? Hơi kỳ. No. Hơi kỳ nha quý vị. Quý vị có ăn chanh không? Thí dụ cam thì có nha. Cam Có người dai, có người họ ăn cam hoặc có người vắt nước nhưng mà ăn chanh. I'm not cam dai mới là trái cây. sure. Yeah, chanh dây là trái gì ạ? Trái đam mê đâu, trái đam mê đó, chanh dây là trái đam mê đó. Passion, Passion passion, fruit. passion, Ok, chanh dây hoặc là ngoài Bắc kêu là passion. chanh gì? Chanh Chanh leo. Đây rồi, còn gì nữa không ạ? leo. Avocado. Good. Là trái gì? Mít. Chanh mít. Mít. Gì nữa không ạ? Durian. Avocado. Avocado. Phải cây ra Guava. nè. Avocado. Avocado. Yeah. Durian. 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 Ok, rồi, thank you. Dragon. Yeah. Dragon. Dragon. Longan, dragon fruit. Cherry. Cherry có rồi. Guava. Kiwi. Pineapple. Mango có rồi. Guava. Măng cụt là Rồi, rồi. Vâng ạ, that's very good rồi. Bài Guava. này. Yeah. Guava. Rồi, vâng ạ, guava, măng cụt, thanh long. Bài này quý vị làm rất tốt cho nên em xin phép tạm thời khóa mic tí xíu thôi, lát em mở lại nha. Tại vì bài này làm quá tốt, không lẽ này mình kể hết trái cây ra cho quý vị nhớ nhiều nha. Mangosteen là trái măng cụt. Dạo này đang có cái món gỏi gà măng cụt đó. Guava là trái ổi. Rồi, được rồi. Tới đây thôi, nhiều lắm rồi đó. Các anh chị nào chưa biết, đừng lo. Đang khởi động
Và em không cần quý vị nhớ cái này, không cần. Nhớ bài lát nữa được rồi. Giờ là đang em chỉ đố quý vị mở micro và nói thôi. Now next class, what about this one? Activities you usually do when you have free time. Câu này lát nữa. Quý vị nói với nhau, được không? Còn bây giờ em qua cái câu tiếp theo. Tại câu này hoạt động thì nó hơi dài, nói nhiều khi không nghe được. Chọn này đi cho ngắn, bỏ qua. Dishes that you can cook, bỏ qua những món mình nấu được. Đây, jobs that have five letters. Rồi bây giờ em lại mở micro, mở quý vị nè. What's that? Có đó nghĩa là gì ạ? Jobs that have five letters là gì quý vị ơi? Công việc nó có 5 từ. Công việc nó có 5 chữ cái. 5 chữ cái. 5 chữ cái. Excuse me, phép được tạm thời tắt mic quý vị. Em nói chút xíu nha. Excuse me có nghĩa là hả? Cái gì cơ? Bạn nói gì cơ? Bạn nói gì cơ? Excuse me. Letters là chữ cái. Em ghi không giấu như quý vị để cho nó lẹ nha. Quý vị hiểu giúp em ha, chứ là không phải là em không tôn trọng tiếng Việt. Rồi. Thôi cũng được. Người ta sẽ bắt bẻ mình. Mình phải ghi đàng hoàng. Mặc dù cái ngữ cảnh này nó không có gì sai, nhưng mà lỡ như người ta coi vô mấy câu người ta đánh giá. Nào quý vị, năm chữ cái, những nghề mà có năm chữ cái. Now come on class. Doctor. No. Nurse. Six. This is six. Lawyer. Lawyer. That's right. Lawyer là nghề gì? No, not luật sư. Năm chữ cái thôi ạ. What? Baker. Nurse. Baker được. Là gì? Làm bánh. Rồi được nha. Dancer. No, cũng không được luôn. Actor. Driver là gì? Actor được nè. Em Zilia. Rồi, đợi em chút xíu nha. Nãy quý vị nói gì ạ? Diver được nè. Diver là gì ạ? Tài xế. Single. Yeah. Không được, single 6 chữ rồi, không được. Pilot. Yes. Pilot. Thì còn được nè. Teacher hả? Teacher tới 7 chữ lần không được. Teacher. Nanny. Model. Chào cái ông kia ông ấy. Actor. Cái gì là gì? Actor, that's right. Actor, yeah, diễn viên. Minor. Bảo mẫu thầy ơi. Được nè. Minor là gì đó quý vị biết? Bảo mẫu hay bảo mẫu? Thợ mỏ. Teacher. Thợ mỏ. Đúng rồi, thợ mỏ. Rồi. Nurse có rồi. Nurse. Yeah. Right, very good. Hello. Rồi. Nanny là bảo mẫu thầy ơi. Tutor, đúng rồi, rất là nhiều. Cảm ơn quý vị nha. Tới đây thôi. Rồi, vậy là warm up rồi, quá warm rồi đó quý vị. Warm up có nghĩa là khởi động hay là làm nóng nữa, nãy giờ là quá nóng rồi ha. Ok, thank you so much. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động nói đầu tiên và quý vị sẽ nói nhiều hơn em. Thật ra nãy giờ quý vị cũng nói nhiều hơn em rồi đó. Bây giờ làm chuyện này nha. Làm giúp em chuyện này. Which of these activities makes you happy? Quý vị giơ tay lên giúp em ạ. Raise your hands please. Bấm nút giơ tay ạ. Em sẽ mời một vài anh chị. Với điều kiện quý vị lặp lại cho em cái từ makes me happy.
Makes me happy là làm tôi vui, phải xì ra cho em quý vị ơi, bắt buộc phải xì ra. Makes me happy. Makes là làm, me là tôi, happy là vui. Makes me happy, làm tôi vui. Về mặt ngữ pháp, nhớ giùm em có cái chữ xì ở đây. Bởi vì tất cả những cái hành động ở dưới đây, mặc dù nó có thể tận cùng là s đi nữa, thì nó vẫn đang là một hoạt động. Hanging out with friends có nghĩa là đi chơi với bạn. Hanging out là đi chơi. With friends là với bạn. Mặc dù mình đi với nhiều bạn nhưng phải đi với một đứa, thì đó vẫn là một hoạt động đi chơi. Và về ngữ pháp, khi mà chủ ngữ là một chủ thể hay còn gọi là số ít đó, động từ phải thêm s vô. Cho nên quý vị nhớ xì cái chỗ đó ra giùm em nha. Makes me happy bắt buộc phải có. Mặc dù em đang nói, mặc dù micro đang tắt, nhưng quý vị hãy mở miệng lẩm nhẩm theo nha. Đừng ai ghi chép nha. Một lần nữa xin quý vị đừng ghi chép gì cả. Mở miệng nói giùm em nè. Makes. Thêm cái nữa. Đây là chữ A của e câm. E câm là gì? Bỏ qua, không cần biết. Chỉ cần biết chữ này đọc là A. Âm A giúp em cả lớp. Make. Chữ e câm tức là không có đọc. Đọc chữ make, xong rồi cứ mình xì ra luôn. Makes. Lại. Makes. Hơn nhau ở chỗ là mình đọc make hay là makes đó quý vị. Chuẩn là phải makes. Thêm nữa, chữ happy này có ai đọc là happy, à, lộn đọc là happy, happy không ạ? Không nha. Đây là âm A hoa hậu, mở miệng bự ra giúp em. Hôm chủ nhật chúng ta đã luyện cái âm này rồi, quý vị còn nhớ không ạ? Mở miệng ra nè. A. Happy. Happy. Makes me happy. Ví dụ, going shopping makes me happy. Đó. Được không ạ? Rồi, quý vị luyện tập đi. Cho quý vị một phút luyện tập. Nói với em cái chữ đó, em chuẩn bị mời các anh chị đang giơ tay đó. Cho quý vị một phút. Ví dụ, going shopping makes me happy. Going traveling. Traveling. Chữ vô này có thể âm câm luôn. Traveling. Traveling. Makes me happy. Hanging out with friends. Makes me happy. Studying English. Makes me happy. Như là chuyên môn. Rồi quý vị nhìn giúp em. Study English có nghĩa là học tiếng Anh như là một chuyên môn. Nghĩa là sinh viên học tiếng Anh đó. Nghiên cứu về tiếng Anh. Học về cấu trúc ngữ pháp. Học về tại sao lại phát âm như vậy. Học về âm vị. Học về âm nổ, âm ma sát, học về ngữ pháp, về các thì cái đó là study English. Còn ai học tiếng Anh để xài thì là learn English. Tùy các anh chị thôi, có nhiều người họ thích study English. Thì em này, em cũng thích study English mà em do ngôn ngữ mà em nhạy bén với ngôn ngữ. Em nhạy cảm lắm, em thấy tiếng Anh là em thích. Em thích study và em thích learn luôn. Nhưng mà quý vị thì không, có người này có người khác. Tùy quý vị ha. Learning English makes me happy. Ví dụ. Doing charity makes me happy. Work là công việc thiện nguyện. Có cũng được, không có cũng được. Nhớ chữ này giùm em đọc là chữ chờ. Charity. Chơi thể thao. Playing sports makes me happy.
Watching films makes me happy. Reading books makes me happy. Và bây giờ chỉ có các anh chị đọc thôi. Em không đọc nữa. Và các anh chị, em mời ai người đó nói và quý vị cũng lẩm nhẩm theo bạn mình. Hả? Mời chị Yến Nhi. Chị Nhật, get ready. Going traveling makes me happy. Good. Chị Nhật, please. Chị Uyên, get ready. Yes. Going shopping, going traveling, and going swimming makes me happy. Rất tốt. Trong trường hợp đó, chữ make bỏ chữ S đi. Yes. Tuy nhiên, mặc dù câu của chị rất hay, nhưng mà ở đây ta kêu chọn một. Win. Okay. Dạ, nhưng mà không sao. That's very good. Mời chị Uyên, chị Hương Liên, get ready. Playing sport makes me happy. Good. Chị Liên, please. Chị Phương Thảo, get ready. Learning English makes me happy. That's good. Chị Phương Thảo, please. Chị Phù Dung, get ready. Quý vị làm nhắm theo nha. Mời tới bây giờ. Doing charity makes me happy. Very good. Chị Dung, please. Mỹ Tiên, get ready. Chị Dung đâu mất rồi? Chị Dung ơi. Em đổi tên là thầy, em chưa đổi. À chưa đổi hết rồi, nói luôn. Dạ. Yeah. Learning English makes me happy. That's very good. English. See that now. English. English. That's right. Thank you. Mỹ Tiên, please. Chị Nguyễn Ánh, get ready. Cả lớp làm nhanh lắm. Đừng mời chơi nha. Em mời tới bây giờ. Xin lỗi, Mỹ Tiên. You again, please. Chị Nguyễn Ánh, get ready. Doing charity work makes me happy. Yeah. Chị Nguyễn Ánh, please. Chị Bích, get ready. Playing sports makes me happy. Yeah. Chị Bích, please. Chị Yêu Tâm, get ready. Learning English makes me happy. Chị Yêu Tâm, please. Anh Sáng, get ready. Going traveling makes me happy. Anh Sáng, please. Chị Duyên, get ready. Going traveling makes me happy. Good job. Chị Duyên, please. The term, get ready. Playing sports makes you happy. Make me happy. Make me happy. Now, chị Duyên, chữ sport mình chu miệng tí nè. Sports. Sports. Đọc thành chữ O luôn. Sports. Sports. That's very good. Okay, thank you. Chị Diệp, please. Chị Ngọc Tặng, get ready. Reading books makes me happy. Yeah. Chị Tặng, please. Chị Bích Trâm, get ready. Reading English makes me happy. Again, please. Nói lại giúp em nào. Chị Tặng. Learning English makes me happy. Rất tốt. Đọc 3 lần liên tiếp giúp em nào. Learning English makes me happy. Learning English makes me happy. Không phải liền. Learn. Lại 3 lần. Learning English makes me happy. Learning English makes me happy. Learning nha. Learning English makes me happy. Very good. Em mời chị Bích Trâm, chị Lĩnh chuẩn bị. Và sau đó cả lớp nha. Going traveling makes me happy. Chị Lĩnh nào, please. Playing sport makes me happy. That's right. Makes. See that now. Makes. Makes me happy. That's very good. Okay. That's good. Rất tốt. Và bây giờ, em còn thấy có chị Kim Thoa, chị Hồ, chị Hà, vân vân. Còn nhiều chị ở dưới. Một lát em sẽ mời nha. Bây giờ em nhờ quý vị làm giùm em cái này. If I am happy, I will go shopping. Có, em sẽ cho quý vị 3 cấp độ. Quý vị nghe em nói xong, chọn cho em cấp độ mà quý vị muốn hướng tới. Cấp độ 1. Nói với em câu đó thôi. Nếu quý vị vui, quý vị sẽ muốn làm gì? Hồi nãy là mình làm ngược lại đúng không? Hồi nãy là mấy cái chuyện này khiến cho mình vui. Nhưng bây giờ cái niềm vui có trước. Nếu mà mình đang vui đó, if I am happy, thì mình muốn làm gì? Thì nói giùm em. Nhưng cái này nó sẽ hơi khó một chút.
Sau chữ I will, như quý vị thấy à, là động từ nguyên mẫu, có nghĩa là tất cả những cái động từ đầu tiên ở trong đây nè, quý vị phải bỏ chữ in đi hết. Đó là một thử thách cho chúng ta. Ai làm được cái này thì mình comment chữ level 1, level 1 cho em nha. Ví dụ, thay vì là go in shopping thì mình nói là cái gì? Bỏ chữ in đi còn gì cả lớp mở micro nói em nghe. Go shopping. Vậy đối với quý vị này nha, suy nghĩ 3 giây sau đó em sẽ mở micro nè. Đi chơi với bạn là gì? Suy nghĩ đi, bỏ cái chữ in đi, nó còn cái gì nè? Lên! Hang out with friends. Tiếp. Xem phim. Watch film. Mình bỏ chữ in đi ha. Watch film. Rồi. Thử nha. Làm từ thiện. Bỏ chữ in đi còn gì nè. Do charity. Tiếp theo, học tiếng Anh để xài. Lên. Learn English. Quý vị nhớ nha, chỉ bỏ in cái động từ đầu tiên thôi, còn mấy cái khác giữ nguyên giùm em nha, đừng có bỏ nha. Thì cái đó người ta gọi là V0 nữa quý vị. Yes. Đây là level 1. Level 2 à. Quý vị thêm giùm em cũng câu trên, tức là level 1. Cộng cho em một cái gì đó với ai hoặc ở đâu hoặc khi nào. Ví dụ, if I am happy, I will go shopping with my mom. Là với mẹ tôi. Vậy thì mỗi người có một cái nội dung riêng, không ai giống ai. Có một số người thì go shopping with my wife. Đó. Hay là thay vì là hang out with friends, đổi lại hang out with my colleagues. Đồng nghiệp. Đó. Hay là learn English with my son. Ê, có nhiều ba mẹ học tiếng Anh chung với con đó. Thí dụ vậy. Vậy thì đó chính là với ai. Yeah. Còn at, chữ at này là một giới từ. À, chữ in cũng là một giới từ. Nó dùng để nói về thời gian hoặc là không gian ha. Chẳng hạn, at, để coi. I will go shopping at the supermarket. Ở siêu thị, the shopping mall, trung tâm thương mại. Hay là thậm chí in Hong Kong, ở Hồng Kông. À, vậy đó, tùy quý vị ha, đó là về nơi chốn. Hoặc là có thể là về thời gian nữa quý vị ha, in on at gì đó vân vân. At night là vào ban đêm. If I am happy, I will hang out with my friends at night. Đi chơi đêm với bạn. Rồi, cái đó là level 2 ha, các anh chị nha. Và level 3, đó là, tất nhiên là level 2 cộng với một cái lý do tại sao lại như vậy. Cái này hơi khó. Thí dụ, if I am happy, I will go shopping with my son because I want to take him around the supermarket and show him the things in the supermarket like clothes, food, books, etc. Mục tiêu cho anh chị nha. Rồi quý vị comment giùm em đi. Mình chọn level mấy ạ? À? Oh, level 1, level 2, level... Okay. Quá trời. 2, 1, 2, đó. 1, 2, 3 gì cũng được. Chuẩn bị! Vô nhóm nói với nhau. Em sẽ đi từng phòng, em kiểm tra bất chợt. Ai không nói, em sẽ buồn, em sẽ ghi tên, em sẽ bêu rếu nha.
Nói sai không bị bêu rếu, không nói thì em sẽ bêu rếu. Em sẽ nói thí dụ, à chị Bích nãy vô phòng em không nghe chị nói gì hết trơn nha. Đó, thí dụ vậy đó, mắc cỡ lắm nha quý vị. Nào mời các anh chị, em vừa mở cái em vừa gửi vô Zalo rồi đó. Quý vị vô coi nha. Một phòng có từ 2 đến 3 người, anh chị nào một mình gọi giúp đỡ giúp em nha, để em chuyển phòng. Bắt đầu. Phim hay đọc sách gì đó. À vậy là mà mình phải tự trả lời cái ý khác đúng không? Vậy là mình Dạ làm lại. đúng rồi. Đúng là như thế đấy. Dạ. Rồi em mời chị Huyền đúng không ạ? Chị Huyền với chị Sen đúng không? Dạ. Dạ. Em Chào mời chị thầy. Huyền với chị Sen trao đổi với nhau. Chị Sen hỏi chị Huyền. À không không. Mình chia sẻ thôi. Chị Sen câu, chị Huyền câu, chị Sen câu, chị Huyền câu. Bắt đầu. Chị Sen trước. Dạ. If I am happy, I will go shopping. Được tốt. Chữ shop mình công lựa giúp em. Shopping không phải shop mà là shop. Shop. Yeah. Shop. Shopping. Một lần nữa. Shopping. Shopping. Được tốt. Em mời chị Huyền. Chị Sen hay chị Huyền trước? Em quên mất rồi. Dạ, Sen Sen trước. trước rồi giờ Chị tới Sen. Huyền. Dạ, chị Sen nói lại cho em nguyên câu với chữ shop công lưỡi. If I'm happy, I will go shopping. If I am happy, I will go shopping. 10 điểm. Mời chị Huyền. If I happy, I will go traveling. Tốt. Mời chị Huyền nói câu khác hoặc nâng cao level. If I happy, I will play sport. Được tốt. Mời chị Sen nói câu khác hoặc nâng cao level. If I am happy, I will go traveling it's a Christian way to relax and recharge my Battery, that's very batteries. good. It's good, that's good. Next, rất tốt. Cái đó là level 3 rồi đó. Rất giỏi. Tiếp theo à. If I am happy, I will learn English. Okay. That's very good. Tiếp theo luôn à. If Tiếp tục vậy nha. I am happy, I will read book because I want to gain my knowledge. Được tốt, được tốt. Yeah. Rồi chị Sen đúng không ạ? Nó là em knowledge mình chờ ở Knowledge. quý. Knowledge. Được tốt. We go now the whole sentence. If I am happy,
I will read books because I want to gain my knowledge. That's very good. Rồi một cái nữa, không phải là knowledge. À, để em sẵn nói luôn cho chị Huyền, đó là cái chữ kiến thức. Mình không có nói là knowledge, mà mình sẽ nói thành âm A. Knowledge. 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 Đen đúng không ạ? Rồi. Knowledge. Knowledge. À, âm A. Rồi mình về nhà mình tra giùm em cái khuyên phiên âm ở trong từ điển ha. Ở đây em không có tiện chiếu qua chiếu lại mất thời gian. Chị đọc theo em là được. Knowledge. Knowledge. Rất tốt. Rồi em nói một cách nôm na như thế này ha. Knowledge là kiến thức. Gain my knowledge là một cụm từ rất hay mà chị Nga vừa dùng. Nghĩa là thu thập kiến thức. Rồi tiếp tục hai chị tiếp tục nha. Em đi vào phòng khác giúp đỡ. Rồi. Cứ tiếp tục như vậy nha. Đừng lại nha. Cho tới khi nào em kêu ra mới được dừng nha. Rồi phòng này rất tốt. That's good. That's good. You're welcome. Bye 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 bye. Yes. Bye. Chị Thủy Hồ nói phần trước nào. If I'm happy, I will go in charity. Go charity. I will do charity with my husband. Very good. Thank you. Chị Thủy, please. Chị Thủy Hồ, chuẩn bị. Doing the charity work and makes me happy because I feel this work very easy to help everybody. So that's the reason I want to to do the charity. Good job. Yes, that's all. Chị Thủy Hồ. Very good. Rất là hay luôn. Now, chị Thủy Hồ, please. If I am happy, I will watch films with my fan at the cinema. Yes, very good. Tiếp tục luôn, mời chị Vân. Còn thời gian, cứ nói chị Thủy chuẩn bị. If I am happy, I will go traveling my husband. With my husband. That's good. Mời chị Thủy à. If I'm happy, I will play sports with my friend on Saturday. Because at the weekend we had a time. Yes. We had a free time. That's very good. Yeah, that's right. Rồi chị Thủy Hồ, một câu cuối trước khi chúng ta ra ngoài. Mau. Going shopping makes me happy. Có thể không? I don't know. Okay, không sao. Vậy là quá tốt. Thank you so much. See you. Okay, hello class. Hello class. Okay, rau. Chưa đâu các anh chị. Đây là mới có dòng 1 thôi. Còn dòng 2, dòng 3 nữa. Và nếu mà hồi nãy quý vị nói được một câu rồi thì là rất tốt rồi. Lát nữa vòng 2, vòng 3 mình đặt mục tiêu cao hơn. Hoặc là nói câu khác. Hoặc là nâng level lên. Đó, nãy là level 1 và level 2. Nãy level 2 xong rồi level 3. Mà level 3 của một cái được rồi thì những cái khác nữa. Trời ơi, mình thích chơi thể thao chứ để giải thích được tại sao mình thích là một chuyện không dễ. Tại sao thích chơi thể thao vậy? Trời ơi, nói tiếng Việt tôi còn biết sao trả lời luôn á. Thích thì thích thôi. Cho nên, quý vị nhớ đặt mục tiêu nha. Bài này chưa xong đâu. Ha, nhưng mà em qua cái phần này. Nãy là, if I am happy, bây giờ mình học một số từ vựng về cảm xúc. Rồi, mấy cái này mình tạm thời bỏ qua. Mình học cho em 4 cái ở trên trước. Nếu còn thời gian mình học thêm cái dưới còn không còn thôi. Đối với anh chị, bức hình số 1 là gì? I have a question for you. What emotion is picture number 1? Happy. Normal, bình thường phải không? Ok, cũng được. Normal. Đúng rồi, normal cũng được ạ. Nhưng mà thôi bây giờ ý là nó hơi mỉm mỉm chút. Mình coi như là vui đi ha. Coi như là vậy mình quy ước đi ha. Yes. Next, what about this one? Buồn là gì? Sad. Right. Cái này là mà buồn là sad. Sad. What about this one? What emotion?
Angry là giận. Ra nộ đó. Giận rồi, tiếp theo cái cuối cùng là gì? Chị đã funny. Shy. Shy. Funny hả? À shy. Đúng rồi là shy đấy ạ. Đây hai cái đồng tiền này gọi là nó ửng đỏ lên coi như là mình mắc cỡ đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị, em muốn thay đổi một chút. Em muốn vẽ thêm cái này và em đố quý vị biết đây là gì ha. Mặt đỏ nó có nhiều cái biểu hiện lắm. Một là mắc cỡ, còn hai là cái này nè quý vị ạ. Này là gì đây ạ? Worry. Đúng rồi. Worry. Cái miệng này mình dày cái nè. Đấy. Sao đây? Cái gì mà chảy mồ hôi dữ vậy? Worry. Lo lắng. Rồi nhiều cái lắm ha. Mình có worried. Đọc là worried. Worried. Là lo lắng. Worry là động từ. Worried mới là tính từ nha. Là lo. Đúng rồi. Hoặc là nervous. Nervous. Nervous là hồi hộp. Hồi hộp là lo, nhưng mà ở lo âu thì mình lo cho ai đó. Mình lo cho ai đó chẳng chỗ sao mà lâu tối quá nó chưa có nó làm gì mình sao mà nó ngay quá vậy. Thí dụ vậy là lo lắng nha quý vị nha. Mình có thể lo lắng cho người khác, còn nervous là cho bản thân, tức là mình sợ cái gì đó, gọi là lo sợ. Ở trên là lo lắng, cũng có lo sợ ở trong nữa, nhưng mà ở dưới là hồi hộp, chẳng hạn chỗ ngày mai sắp thi rồi mình nervous quá, gọi là mình chuẩn bị bước lên sân khấu để mà hát nervous quá, đúng không? Thì cái mức độ này nó nhẹ hơn cái kia và nó là cho bản thân của mình. Còn cái nữa quý vị, đố quý vị, tired là gì ạ? Mệt mỏi. Và còn một cái nữa em đố quý vị luôn, bored là gì? Chán. Đọc là bored. Bored, không phải boring nha. Boring là từ khác. Mắt cuối giờ em sẽ giải đáp, nhưng mà bây giờ là bored giúp em là chán. Yeah. Chỉ vậy thôi. Và em muốn quý vị kết hợp với cái câu hồi nãy. If I am happy. Cái gì đó cho anh cái cảm xúc nha. Xong rồi tới I will. Đây là level, coi như là level 1.5. Level 1.5 là bởi vì sao? Là bởi vì mình chỉ mới nói có một câu. Được không ạ? Nếu mà quý vị không nhớ được mấy cái chữ này không sao hết, cứ vừa sức với mình như là học yoga vậy đó. Vậy thì anh chị nào mà không nhớ được mấy cái này thì điền chữ happy vô đây, nói lại cái phần hồi nãy cho nó quen. Chủ trương của em là không cần học nhiều mà phải nói nhiều, luyện nhiều. Thì I am happy, I will gì đó là level 1, nhớ không? Đó. Còn ai giỏi nữa thì thay bằng mấy cái này. Thí dụ nếu mà mình mệt thì mình làm gì? Nếu mình chán thì mình làm gì? Nếu mình buồn thì mình làm gì? Nếu mình lo sợ thì mình làm gì? Thí dụ vậy. Rồi. Đó. Còn level 2 đó. Có như 2.5 đi ha. Là nói hết được 8 cái câu đó. 7 chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nói được 7 cái luôn. Ê, quý vị ơi. Không có dễ đâu. Vui thì làm gì ok được. Buồn làm gì ờ được. Nhưng mà giận làm gì, không lẽ giận đi đi chơi thể thao. Đó, bắt đầu mình phải suy nghĩ rồi ha. Cái này phải vận dụng cái vốn liếng đang có. Cho xài Google dịch, miễn sao nói được là được. Ví dụ em mà em giận đó ha. Em mà đang giận thì em sẽ walk away. Đâu quý vị ghi được chữ walk away. If I am angry, I will walk away. Ai ghi được chữ walk away? Trời ơi, chị Ngọc Cấn uống bia quá trời không? Nếu mình giận mình uống bia, trời ơi, xong rồi rượu vào lời ra. Đó, thí dụ nervous làm gì? Cái này khó nha, không dễ. Rồi, mời quý vị suy nghĩ và chuẩn bị nói với các bạn của mình. Vậy thì quý vị cho level mấy đây ạ? Level 1, 1.5, 2, 2.5 hay là 3? Cho em cái con số đi. Cho em con số đi nào. Đúng rồi đó, quý vị ghi cho walk away, đúng rồi đó. Rồi, chị Hoàng Nga 1.5, chị Thoa 3. Ok, vâng vâng. Tùy quý vị ha.
Rồi, em mời quý vị cùng nhau lần lượt chia sẻ cái câu chuyện của mình với các bạn cùng lớp. Một nhóm, ba người. Giống nãy. Từ hai đến ba người, ai một mình gọi giúp đỡ giúp em nha. Rồi, mời quý vị. And now it's your turn. Ngọc bạn tiếp đi. If I am tired, I will go to bed. Good job. Next. Liên tục quý vị. Đúng rồi, đúng rồi. If I am hungry, I will eat. I will eat muốn ăn nhiều đó thầy. Mình nói it's nha. A lot. It's a lot. Thank That's you. Right. Rồi nhưng mà chị nói là giùm em nè, chữ chữ giận mình không có nói là angry mà mình nói là an, mở miệng ra. Angry. Angry. If I am angry, I will eat a lot. That's good. Next, next, next. If I am worried, I will go to spa. Very good. Next. Rồi, quý vị làm quá hay đó. Nhưng mà nếu được nha, một lát nữa các anh chị sẽ cho em cái lý do tại sao nha. Nhưng mà bây giờ cứ vậy, cứ lên cái đà đó. Tiếp tục đi nào. If I happy, I will go to supermarket. Còn gì nữa không? Thêm gì nữa không chị? Tại đâu không à? I think I buy a flower with my mother. Just yeah. Very good. Rồi, buy flowers to give my mother. To rồi, nó lại nguyên mother. Câu. To là để. Rồi, nó lại giùm em nguyên câu nào. If I am happy, I go to supermarket. I buy flower to give. I buy two flower to. I buy flowers to give my mother. I buy flower to give my mother. Good, very good. Next, luôn cả lớp nè. Cả nhóm. Next, next, next. Câu tiếp theo. If I am sad, đúng rồi. I will go shopping small. Yes. Go shopping thôi à. Yes. Go shopping. Còn không thôi là phải thêm chữ to nó mắc công lắm thôi. Go shopping là được rồi. Go okay, shopping. Thank you so much. Rồi quý vị cứ tiếp tục nha. Nếu xong rồi tăng level lên trả lời câu hỏi why. Rồi, goodbye. Goodbye. Yes. Giùm em xem nào. Lady first, phụ nữ trước, chị Hà nói trước, anh Thỏa chuẩn bị. Rồi. If I angry, I will listen music. Listen to music. Nó là giúp em. If I angry, I will listen to music. Rất tốt. Anh Thỏa, you please. Ủa, anh Thỏa đâu vậy? Hello. Nãy giờ chị với Thỏa không nói chuyện được thầy ơi. Chị chắc là micro anh Thỏa bị hư. Tại vì em thấy anh Thỏa đang nói. Đó, máy anh Thỏa không nghe gì cả. Rồi ơi, rồi ơi, rồi ơi. Anh Thỏa hãy
Anh thỏa hãy ra ngoài rồi vô lại thử. Rồi vậy ha, trong khi chờ đợi em sẽ gửi chị Hòa, chị Hà qua một nhóm khác, nhưng chị nói thêm cho em ba câu nữa, ba câu nữa rồi em gửi chị đi. If I'm nervous, I will read Good. Next. book. If I tired, I will hang out with Next, please. If I sad, I will play sport. Đúng rồi, that's very good. Bây giờ em nghĩ chị đã sẵn sàng. Em sẽ chuyển chị vào nhóm của bạn Minh Đức và cô Thảo nha. Let's go. À, nhóm nào vậy ta? Nhóm nào vậy ta? Đó là nhóm 16. Ok. Oh, you go to Oh, sorry, hình như trong lớp mình, trong phòng mình ba người đúng không? ba Yeah. người đúng And không? now there are four people because I'm here listening to you. Rồi, chị Thảo, chị Thảo first. Chị Uyên, get ready. You can say anything. If I am... If I am sad, I will go to bed. Okay, I got it. Next, chị Thảo, please, chị Hà, get ready. If I'm sad, I will go to the pagoda. I sit and pray. Very good. Good job. Next, chị Vân Hà, you please. Chị Uyên, get ready. Chị Vân Hà, can you say something? Chị Hà có thể nói cho em sơ sơ được không? Chị Hà ơi, chị Hà ơi, chị Hà ơi. Rồi, trong khi chờ đợi chị Hà, chị Uyên nói trước. Chị Hà, em chưa nghe được nha. What will you do if you bore? Chị Thảo, oh. Bored. Bore. Đúng rồi, chị Thảo. Chị làm gì nếu mà mình chán? Bore. Yes. If I'm bored, I will go to shopping. Chị Thảo hỏi lại chị Uyên ạ. If you bore, what will you do? Đúng rồi. If I bore, I will go Exact. Rồi, hỏi tiếp được nữa không ta? Còn 12 giây được nữa. Mời chị Uyên hỏi lại chị Thảo. What will you do if you Rồi. nervous? Oh, hello class, rồi, vâng ạ. Hello quý vị nghe được em chưa à? Nãy rồi hồi nãy em ở trong phòng thì em có phát hiện một vài anh chị chưa có cặp. À, đó là do một số anh chị khác bị hư micro hoặc là không có vào chung với mình. I'm so sorry cái chuyện đó nha. Nhưng mà để cho dễ thì quý vị khi mà có một mình hoặc là không có ai nói chuyện với mình nhớ bấm nút gọi giúp đỡ nha. Chẳng hạn như chị Hương ơi, chị Nhã Hương, em luôn quan tâm đến chị đây. Em sợ chị ở một mình mà không có ai nói chuyện. Lát nữa em sẽ vô phòng của chị nha. Còn bây giờ quý vị ơi, thử thách cuối cùng. Mặc dù vậy, đây chỉ là thử thách chứ không có bắt buộc. Ai làm được thì quá tốt, ai không làm được thì vẫn còn những cái khác. Cứ làm những cái nãy, cứ việc chân thật với bạn mình. Bạn ơi, mình học được tới đây à, mình không học được cái này cho mình nói cái nãy nha. Không lẽ bạn làm đó không được đúng không? Không lẽ bạn mình ép mình phải nói cho bằng được? Không, không sao, quý vị cứ nói là à thôi, mình nói cái level 1 hồi nãy nha. Vậy nha các anh chị. Còn hôm nay cái này là level 5, level 5 nha các anh chị.
là chùm cuối, ai làm được thì quá tốt. Em muốn quý vị hỏi giùm em câu hỏi what will you do? Bạn sẽ làm gì? What will you do? What will you do? What will you do? Bạn sẽ làm gì? Được không ạ? Nếu bạn như thế nào đó, quý vị phải hỏi được câu này. Em mời một vài anh chị giơ tay đặt câu hỏi cho bạn mình để lát nữa bạn mình nhớ cái cấu trúc nha. What will you do? Mời chị Nhi nói giùm em thử à. What will you do if you're happy? What will you do if you're happy? Chờ. Rồi chị Thủy Hồ giúp em. Bạn làm gì nếu bạn buồn? Chị Bảnh chuẩn bị. Nhớ what buồn. Will you do if you are sad? Chờ. Chị Bảnh giúp em. Bạn làm gì nếu bạn mệt? Chị Bích chuẩn bị. I hỏi chung có trả lời. Yeah. Hỏi bạn sẽ làm gì nếu bạn mệt? Dạ. Yeah. Yeah, là what will you do if you are tired? Được tốt. À, chị Bích, bạn làm gì nếu bạn bồn chồn, lo lắng, hồi hộp? What will you do if you are worried? Worried là lo lắng, đúng rồi. Thích bồn chồn, hồi hộp. Nervous. 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 Chính what xác. Will you do if you are nervous? Được tốt. Và đây là level 5. Em muốn các anh chị hỏi nhau chuyện đó. Và để cho nó tiện, để cho lúc nào cũng có câu trả lời thì em sẽ nói một chút xíu một vài cái từ vựng cho quý vị nha. Chẳng hạn như nãy em nói gì, vui thì dễ rồi, buồn thì dễ rồi đúng không? Buồn thì đi shopping, đi chơi thể thao nó đều hợp lý cả. Nhưng mà bây giờ giận, giận làm gì quý vị cho em một vài cái gợi ý đi để em cho quý vị từ vựng để câu nào mình cũng thể nói được. Rồi mệt nữa. Và gì nữa ạ? Và gì nữa? Lo lắng rồi. Bồn chồn thì làm gì? Đâu quý vị giận thì mình làm gì ạ? Uống một ly nước. Don't talk anything. Đi uống nước. Ra ngoài đi uống nước. Go away. Ok, ra ngoài. Giữ im lặng rồi tất cả đều hết. Giờ mình mệt mình làm gì ạ? Mệt làm gì? Đi ngủ. Một cái để biết cái gì để mình trả lời là được ha. Rồi đi bác sĩ rồi vân vân, rất là nhiều cái, nhưng mà em chọn cái nào cơ bản nhất để cho quý vị dễ ha. Rồi tiếp theo mình lo lắng mình làm gì? Ngồi thiền. Đó là đi shopping. Do yoga. Rồi xong vậy, thí dụ vậy đi ha. Rồi do yoga. I will do yoga quý vị nha. Thế bồn chồn có nghĩa là tức là dù mình trước khi mình lên sân khấu, mình đâu thế nào mình ngồi mình làm yoga được đúng không? Trước khi mình lên sân khấu mình hít thở thôi. Hít thở rồi đó, đúng rồi, hít thở. I will breathe in and breathe out. Hay là I will này hơi khó nhỉ. Ok, breathe in and breathe out. Được thì tốt. Thôi câu này dài quá à, khác đi. Ví dụ mình bồn chồn trước khi mình nói chuyện với đám đông thì mình làm gì cho hết lo hết bồn chồn được, có việc ngắn thôi. Uống nước. Water. Rồi, thí dụ vậy ha. Còn ở trên ha, giận thì làm gì? Ly nước ở dưới nói rồi. Giận thì đi ra ngoài. I will go out. Rồi, dễ ha quý vị ha. Luôn có câu để nói nha. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng. I will go to bed. Đấy. Hay là đi ra ngoài. Go to sleep được à, tập yoga này đọc vừa thấy liền ha. Rồi uống nước ha. Rồi bây giờ mời quý vị hỏi nhau nha. Bạn lo lắng, bạn làm gì, bạn mệt, bạn làm gì, bạn vui, bạn buồn gì đó. Ai không biết thì trả lời theo mẫu, ai biết thì trả lời theo cái ý của mình, không có buộc phải giống mẫu. Còn bây giờ xin mời quý vị vào phòng lần cuối. Một phòng 2-3 người luôn nha. Mời cả lớp.
Hello, Hello. Ơi, chị Phương, chị Diễm phải không ạ? Và chị Nga và tất cả các quý vị, mình vô phòng ngay, vô phòng đi. Ủa, sao Bạn đi đang chờ vậy? mình. À, đấy, có bạn đang chờ mình ở trong phòng 22. Vào phòng đâu ta? Có thấy lời mời chưa? Em bị Chưa. rớt rồi, em rớt. Rớt ra phòng hay Chị sao? Phương Rớt ra rồi phòng đâu hả? ta? Dạ. Có thấy Em cầm em bấm thoát nó ra rồi. rồi thôi được rồi, để em mời lại, để em mời lại, đợi em xíu xíu nha, để em một tí teo, để em mời lại nha. What will you do if you Okay. are Còn thôi quý vị ở đây luôn cũng được, ở đây chị Phương với chị Nga và chị Diễm chỉ có ba chị Yeah. thôi, và chị Tiên chị Sherry ở đây luôn, khỏi vô ở đây luôn nha. Yeah. Ok, em vô phòng Hello. đây, bye bye. Hello. 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 Hello chị. Yeah. What's your name? Hello, What's hello. your name? Yes, what's your name? My name Hiền. Oh, yeah, em chào chị. What? How old are you? How old are you? I am 38. Nhiều. 38. Wow. No. Oh, my bad. Sorry, you ask again. Oh, I can't hear you. Can you repeat that more slowly? Excuse me, you can ask me again? Oh, yeah. What will you do if you are angry? If I'm angry, I will go something to relax. Relax. Okay, relax. Relax. That's good. Đúng rồi, tiếp luôn ạ. Chị Châu hỏi tiếp chị anh Trí hỏi chị Linh, chị Linh hỏi chị Châu, cứ vậy vòng vòng. Đâu bắt đầu chị Châu hỏi đi. What will you do if you are happy? Anh Trí nè. If I'm happy, I will go shopping with my friends. Rồi, and được how luôn. About tea? Đúng rồi, chị Linh hỏi một câu khác cho anh Trí đi nào. Yeah. What will you do if you are tired? Đúng rồi. Trí, yeah. Yeah, when I feel tired, I will find some food to eat and or I can go to sleep to recharge my energy. Good job. Anh Trí hỏi chị Châu lại nè. What will you do if you are nervous? Miss Châu. If I'm nervous, I will I will do yoga. Okay. Cũng được, nhưng mà cái đó nó không có thực tế lắm đâu chị Châu, bởi vì nervous có nghĩa là mình hồi hộp trước khi mà mình bước lên sân khấu, hoặc là trước khi mình vào làm cuộc họp, hay là trước khi mình đi vào phòng thi, thì mình không có nào do yoga được ở những cái chỗ đó, được không ạ? Vâng ạ. Mình có thể nói cái khác được không? Dù trước khi chị vào phòng thi mà chị lo lắng quá, chị làm gì? I think we can take a deep breath. That's right, take a deep breath. Cái chữ đó thì hơi khó nhưng mà là một chữ rất hay. Đúng rồi. Chị Linh có ý tưởng nào khác không? Để em ghi ra cho chị Châu nha. Linh cứ tưởng nào khác sit không? Down. Sit down. Sit down and bring a cup of coffee. That's very good. Đó, take a deep breath. Cái chữ rất hay đó anh Trí nè.
Take a deep cái chữ nó viết sao thầy ạ? À? Hey, em đang viết ra đây, em đang viết ra đây, đây. Rồi bây giờ mình ra ngoài ha, em viết ra. Okay. Chào cả. Very good. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã ở trong những phút cuối cùng của buổi học ngày hôm nay và rõ ràng là quý vị nói nhiều, như vậy là em rất vui. Và em nói một cái câu cuối cùng thôi rồi chúng ta sẽ nghỉ. Và thứ sáu tuần này mình sẽ có một cái hoạt động này nha quý vị nha. Thứ sáu này mình học listening. Nhưng mà trước khi listen, em trả bài này trước, em sẽ cho hoạt động. Không có hướng dẫn gì hết. Đùng một cái vô phòng để mà trao đổi như nãy giờ. Có được không hả quý vị? Thứ sáu tuần này được không ạ? Được không? Được không? Yes. 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 Thứ sáu hàng tuần là lớp gì? Lớp thử thách. Trong khi đó chúng ta đã học nguyên bài ngày hôm nay rồi, vậy thì thứ sáu chỉ việc chấp nhận thử thách thôi, được không ạ? Rồi em có một cái câu cuối cùng để gút lại buổi hôm nay. Đó là quý vị nhớ ha, cái chữ nervous nó khác với cái chữ worried ở chỗ này. Nervous có nghĩa là bồn chồn, lo lắng hay là hồi hộp. Nghĩa là sao? Trước cuộc họp, trước phòng thi, trước khi lên sân khấu biểu diễn, hay là gặp khách hàng, trước khi gặp khách hàng, trước khi gặp sếp, thì mình có cái cảm giác hồi hộp, là mình nervous. Nhưng lúc đó mình không thể nào do yoga được quý vị. Quý vị có tưởng tượng lúc đó lẽ nằm xuống à, cho mượn cái thảm tôi trải làm yoga, cái tôi sắp gặp không được. Cho nên là gì, cái câu này nhớ là mình không có nói trong trường hợp đó, mặc dù là nó đúng ngữ pháp nhưng mà nó không có hợp lý. Thí dụ ở nhà thì được, ở nhà ví dụ như con mình đi lâu quá chưa về, hay là chồng mình đi nhậu khuya chưa về, thì mình do yoga được. Mà này không được nha. Và hồi nãy anh Trí có đề xuất một cái rất là hay, đó là take a deep breath. Hít một hơi thật sâu. Chính vì cái này nó dài, cho nên em không có chỉ cho quý vị, em sợ quý vị rối. Nhưng mà tại vì này thử thách mà, cho nên quý vị học đi. Take a deep breath. Take a deep breath. Đúng rồi đó chị Thắm, đang lặp lại là tốt. Đúng rồi đó chị Thắm. Tiếp tục nha. Take a deep breath. Cả lớp. Take a deep breath này mình dùng cho khi mình giận cũng được nè. If you are angry, you can take a deep breath. Rồi vậy nha. So, good night to you. See you on Friday class. Goodbye. Thank you for coming. Thank you, everyone.